Thưa quý vị, trong những năm gần đây, phát triển cây dược liệu được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của ngành trồng trọt trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Đây cũng chính là vùng dược liệu hữu cơ lớn nhất của Hà Nội hiện nay và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều đột phá trong phát triển kinh tế của vùng. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Hiện nay, người tiêu dùng đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm thảo dược trong việc phòng bệnh, cải thiện sức khỏe cũng như điều trị những bệnh mãn tính. Nắm bắt được thị hiếu này, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn được thành lập từ năm 2015 là đơn vị trồng, sản xuất và phân phối dược liệu sạch theo mô hình hợp tác xã tại hai xã Bắc Sơn và Xuân Giang thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với mục tiêu bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu trên địa bàn, Hợp tác xã Dược liệu Sóc Sơn đã xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ bền vững, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Những sản phẩm của Dược liệu Sơn là muốn xây dựng thành một cái thương hiệu, nhãn hiệu của địa phương qua cái chương trình, các chương trình OCOP. Và sắp tới đây thì như các sản phẩm trà qua vàng và xì dầu 2S cũng là đưa vào cái thương hiệu đó để nhằm phát triển kinh tế cho người dân địa phương ở bền vững nhất. Các những cái cây trồng cho người nông dân là hướng tới một cây trồng mới mang hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra là tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngoài ra nữa thì cũng ứng dụng những cái nghiên cứu của Dược liệu Sóc Sơn để đưa vào các ứng dụng sản phẩm để nâng cao giá trị hơn. Thì trong những năm vừa qua thì Dược liệu Sóc Sơn đã bán sản phẩm ra ngoài theo một cái chiều hướng thăm dò thị trường. Và sắp tới đây thì sau khi đã công bố thì chúng tôi cũng đưa vào các siêu thị. Đấy là hướng mục tiêu là phát triển rộng hơn và đưa vào các siêu thị. Và tiếp tục nữa chúng tôi cũng sẽ mở rộng đăng ký hashtag để chúng tôi mở rộng thị trường xuất khẩu. Với sứ mệnh trao tận tay cho người tiêu dùng những sản phẩm dược liệu tốt nhất để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, đồng thời giúp bà con tại địa phương có được thu nhập và cuộc sống tốt hơn, Hợp tác xã Dược liệu Sóc Sơn còn có nhà xưởng sơ chế, chế biến, được làm bằng phương pháp thủ công truyền thống. Ngoài ra, nhằm lưu giữ những giá trị thương hiệu, Hợp tác xã Dược liệu Sóc Sơn đã tận dụng nhiều loại dược liệu của địa phương để phát triển các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nước tương đỗ đen Ngưu Bàng được lên men thủ công truyền thống, nguyên liệu được trồng hữu cơ. Qua tìm hiểu thì tôi biết đến sản phẩm nước tương Ngưu Bàng của Hợp tác xã Dược liệu Sóc Sơn. Sản phẩm này thì được làm bằng phương pháp thủ công truyền thống, đặc biệt là nó không hề chứa các cái chất bảo quản hóa học. Và điều này sẽ giúp tăng cường giá trị dinh dưỡng và đảm bảo cho sức khỏe của tôi cũng như là các thành viên trong gia đình. Sản phẩm nước tương Ngưu Bàng thì có hương vị khá là đậm đà, thơm ngon và nó không hề là quá mặn. Nó phản ánh chất lượng của nguyên liệu và quy trình sản xuất. Bản thân tôi cảm thấy là rất yên tâm khi mà lựa chọn sản phẩm nước tương Ngưu Bàng của Hợp tác xã Dược liệu Sóc Sơn sử dụng cho cả gia đình. Hiện nay, sản phẩm nước tương Ngưu Bàng đã khẳng định được vị trí trong lòng người tiêu dùng, qua đó góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.